Từ nhiều năm qua, cứ vào những ngày cuối tuần trong tháng, những thành viên câu lạc bộ môi trường cựu chiến binh phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà lại đi khắp các con đường tư phố để dọn dẹp vệ sinh, tuyên truyền, vận động người dân giữ gìn vệ sinh môi trường. Đều đặn hàng tháng, các thành viên câu lạc bộ môi trường cựu chiến binh phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà đều ra quân vận động nhân dân trên địa bàn phường tham gia bảo vệ môi trường và trực tiếp dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải. Với chiếc máy cắt cỏ được Ủy ban Nhân dân phường trang bị, các thành viên của câu lạc bộ đã thay nhau làm sạch từng con đường, góp vốn, đặc biệt là quanh các khu chung cư, nhà ở xã hội. Cũng cảm thấy hạnh phúc khi mình làm những cái việc này, rất vui vẻ thôi. Nhân dân người ta ủng hộ, người ta cùng làm với nhau vui vẻ cả thôi. Thấy bà con người ta cảm thấy thứ nhất là sạch sẽ khu phố, thứ hai là ý thức nhân dân người ta tốt, thì mình thì cảm thấy làm được mình giúp. Với tôn chỉ hoạt động xây dựng môi trường xanh sạch đẹp, từ khi thành lập đến nay, câu lạc bộ môi trường cựu chiến binh phường Nại Hiên Đông đã thu hút được sự tham gia của các chi hội, hội cựu chiến binh, khu dân cư, các ban ngành đoàn thể của phường. Mỗi năm, câu lạc bộ có các cách thức hoạt động mới mẻ với nhiều hình thức đa dạng về tuyên truyền, nâng cao nhận thức, lồng ghép vào các buổi sinh hoạt, ra quân vệ sinh môi trường, trồng cây xanh. Mỗi người ấy vào câu lạc bộ của tự nguyện, nhất là những cái đợt mà tổ chức ra quân môi trường của phường ấy, thì như vậy câu lạc bộ như vậy là tham gia rất tích cực. Và ngoài cái công tác vệ sinh môi trường thì hội viên trong câu lạc bộ cũng vận động nhân dân tức là thu gom rác thải tại nguồn, làm mục đích hạn chế như vậy là đưa rác thải ra môi trường. Mỗi lần nghe tiếng máy cắt cỏ của những cựu chiến binh vang lên, những người dân tự nguyện đến chung tay cùng dọn dẹp môi trường. Đến nay, nhiều tụ điểm ô nhiễm môi trường trên địa bàn phường đã được giải quyết. Các lô đất trống được thu dọn rác thải, đảm bảo mỹ quan đô thị, góp phần xây dựng hình ảnh một đô thị ven biển hiện đại, xanh, sạch đẹp.